lời Listen and Answer, nghe và trả lời nhé. Và ngày hôm nay làm việc cùng với cô có một Mr. đó là một Mr. Sander. Và các con hãy cùng cô nghe và trả lời những câu hỏi đầu tiên có trong bài kiểm tra. Đó là những câu hỏi bắt buộc và rất là đơn giản đúng không nhỉ? Đầu tiên chúng ta nghe và làm thực hành theo mẫu nhé. Hello. Hello teacher. What's your name? My name is Sander. Hello Sander. How old are you? I'm 8 years old. 8 years old? Oh, where are you from? I'm from Vietnam. Wow, nice to meet you, Sander. How are you today? I'm happy. Are you happy? I'm happy too. Now, are you ready to have a test? Yes, I'm ready. Đó, các con đã thấy chưa? Trong một bài kiểm tra luôn luôn có những câu hỏi rất là đơn giản đúng không? Now, listen and answer. Và bây giờ, cô Quế sẽ hỏi và các con tự trả lời nhé. Are you ready? Các con đã sẵn sàng chưa? Hello. Good job. Hello, teacher. Good, rất tốt. Ok, ngoài từ hello teacher, các con cũng có thể trả là good morning teacher, good afternoon teacher cũng được đúng không nhỉ? Rồi, câu hỏi thứ hai nào. What's your name? What's your name? Good. My name is Quế. Con đây là Quế. Còn các con đọc tên to của mình nào. My name is My name is Vân Anh. My name is Bing. Đúng rồi, hãy nói tên của mình đúng không nhỉ? The test. How old are you? How old are you? Good. I'm 8 years old. I'm 8 years old. Rất tốt. Các con hãy đừng nhầm giữa câu hỏi How old are you và how are you nhé. Nào, câu từ đây này, câu how are you nó chỉ có 3 chữ thôi đúng không nhỉ? Hoặc thêm một từ today. How are you today? I'm happy. Được rồi, các con có thể trả lời I'm hot, I'm cold, I'm happy, or I'm sad. Rất tốt. Nào, where are you from? Where are you from? Right. Oh, good. I'm from Hà Nội, Việt Nam. I'm from Nam Định, Việt Nam. I'm from Vietnam. Okay, are you ready? Yes, I'm ready. Đấy, các con thấy chưa? Phần chào hỏi của chúng ta rất là đơn giản đúng không? Các con hãy nghe và thực hành lại phần trả lời cho kỹ nhé. Ok, hy vọng rằng bài test phần trả lời này các con sẽ tốt. Và video tiếp theo đây, cô Quỳnh sẽ hướng dẫn bài Unit 1. Hello. Chúng ta cách đọc về Day Super Quick. Mời các con theo dõi video tiếp theo nhé. Goodbye, see you.